kênh Thuốc Nam Thuốc Bắc xin chào các bạn. Đừng quên bấm đăng ký và chia sẻ cho bạn bè. Cách giảm cân cấp tốc để có vóc dáng hoàn hảo. Để giảm cân thành công thì bạn cần lựa chọn những phương pháp phù hợp cho bản thân. Mỗi người phải xác định cơ thể mình hợp với gì, với sở thích như thế nào. Nếu như bạn thích cá và trái cây thì phương pháp sau đây sẽ giúp bạn giảm cân cực hiệu quả. Với cách giảm cân cấp tốc sau đây bạn sẽ giúp bạn có được vóc dáng hoàn hảo như mong muốn. Trong phương pháp này bạn có thể chia nhỏ bữa ăn thành nhiều bữa và để hạn chế được việc nạp quá nhiều thức ăn. Bữa sáng, bạn hãy thưởng thức trứng luộc cùng với một ít rau sống, cùng với một quả cà chua. Trong trứng có chứa protein dồi dào, sẽ tạo cảm giác no, hạn chế được cảm giác thèm ăn. Ngoài ra thì rau xanh và cà chua chứa lượng lớn chất xơ và vitamin C giúp đào thải độc tố, giúp tăng khả năng đốt cháy chất béo hiệu quả. Chính vì vậy kết hợp trứng luộc cùng với rau xanh và một quả cà chua sẽ là bữa ăn sáng tuyệt vời cho giảm cân mà vẫn đủ dinh dưỡng cho hoạt động cơ thể hàng ngày. Cách tốt nhất là bạn nên ăn sáng sau 30 phút thức dậy. 10 giờ 30 phút phút, bạn ăn vài múi bưởi. Trong bưởi chứa nhiều vitamin C, bưởi cũng là một trong những loại trái cây giảm béo cực nhanh và hiệu quả. Nó giúp thúc đẩy nhanh quá trình đốt cháy chất béo, nhất là vùng mỡ bụng. Bữa trưa, với nguyên liệu 200g ức gà hoặc bạn có thể dùng lát cá hồi nướng, hoặc dùng thịt bò. Bạn có thể chế biến thành những món luộc, hoặc nướng. Lưu ý là tránh món chiên nhiều dầu mỡ, sẽ dễ gây tích tụ mỡ trong cơ thể. Giữa buổi, vào khoảng 15 giờ 30 phút bạn chọn cho mình hai quả táo và thưởng thức. Ăn táo sẽ cung cấp đầy đủ calo, sẽ tạo cảm giác no bụng. Cùng với những thành phần vitamin, giàu dưỡng chất trong táo có thể giúp bạn tiêu hao mỡ, giúp giảm cân rất hiệu quả. Bữa chiều, bạn không nên ăn cơm hay chất nào có tinh bột, vì trong tinh bột sẽ làm bạn dễ dàng tăng cân. Bạn nên ăn khoảng 200g cá hồi có thể cung cấp đủ protein với vitamin cần thiết cho cơ thể. Đặc biệt là trong cá hồi có chứa chất béo omega 3 tốt cho cơ thể. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng nó tham gia hỗ trợ quá trình trao đổi chất hiệu quả, giúp đào thải chất béo ra ngoài cơ thể và làm giảm cân nhanh chóng. 8 giờ 30 phút tối, hãy thưởng thức thêm một trái cam thơm ngon. Các bạn có thể ăn sống hoặc làm một ly nước ép. Sau khoảng thời gian này bạn không nên nạp bất cứ lượng thức ăn nào nữa, vì nếu như ăn lúc này sẽ làm cơ thể bạn tích trữ năng lượng, gây tăng cân. Bên cạnh việc thực hiện chế độ ăn kiêng như trên, thì bạn nên uống nhiều nước để hỗ trợ quá trình thải độc tố, giúp thải mỡ thừa ra ngoài cơ thể giúp giảm cân. Uống nước còn giúp làn da bạn trở nên hồng hào và khỏe mạnh hơn. Sau thời gian 10 ngày áp dụng thực đơn giảm cân này, thì bạn hoàn toàn yên tâm có thể giảm được đáng kể trọng lượng của mình đấy. Chúc các bạn thành công với cách giảm cân cấp tốc này nhé!